Xin chào tất cả các bác anh em trở lại với kênh Tuấn Nguyễn Audio Hà Nội. Hôm nay còn tiếp tục về được những dòng loa châu Âu, những dòng loa rất là hiếm trên thị trường Việt Nam. Rất nhiều các anh em săn đón toàn những cặp loa rất là hay dành cho các bác chơi những dòng nhạc là trữ tình, êm ái và chi tiết ngọt ngào. Những cặp loa có khi hàng mấy năm mới về một lần. Đầu tiên là Tuấn giới thiệu cho các bác anh em cặp loa đến từ Thụy Sĩ. Cặp loa này thì khoảng tầm hơn 2 năm trước thì Tuấn đã về và bán cho các bác. Cặp loa Acoustic Lab System 2 đánh cầu bị qua, made in Switzerland. Cặp loa này rất là chất và nặng, đặc biệt là cặp này rất là hay. Sử dụng củ loa Audax của Pháp nha các bác nhé, màng Kevlar giống những dòng loa BBK, Tepifa. Bát Audax của Bao Pháp rất là hay, dòng này tiếng rất là mềm mại với chép đôm lụa rất là êm ái và chi tiết. Cặp này thì so với những dòng loa tầm tiền thì ít có đối thủ mà vượt được. So với dòng loa BBK thì dòng này ăn theo tai của em thì nó ăn được dòng loa BBK so với tầm tiền. Cặp loa Acoustic Lab này thì bản test trước của Tuấn đã giới thiệu, các bác có thể theo dõi bản test từ cách đây 2 năm về đôi như này. Hôm nay về được thì Tuấn giới thiệu cho các bác về hình thức. Các bác nào lấy thì Tuấn sẽ quay clip sau, Tuấn sẽ quay chi tiết về test về chất âm. Hai hồi gỗ rất là chắc và nặng, cả cặp này nặng cỡ 50 cân, rất là nặng. Màng Kevlar rất là hay rồi đúng không? Tiếng rất là mềm và sâu, gân cao su lõm rất là mềm, đấy, rất là mềm, ấn nhẹ rất là vào, rất là mềm. Củ Audax của Pháp với hai bát 17, một chép đôm lụa, tiếng rất là hay các bác nhé. Kích thước nó cao khoảng gần 1 mét, chiều ngang nó khoảng 22, chiều sâu nó khoảng 32. Chiều sâu khoảng 32 đến 34 cả chân mà hơn 34. Rất là đẹp các bác nhá, thiết kế như những dòng focal của Pháp. Rất là đẹp. Cặp loa này thì Tuấn giao lưu với các bác anh em với giá là 16.500.000. Rất là chất, rất là đẹp các bác, đầy đủ. Êm căng tem mát đầy đủ tất cả. Cặp này rất là hay. Không phải các bác có tiền là mua được, những cặp này rất là hiếm trên thị trường. Đấy, từ hồi Tuấn bán thì cặp này là cặp thứ hai thôi. Rất là hiếm khi về, rất là hay. Tiếp theo thì Tuấn xin giới thiệu cho các bác một cặp loa đến từ hãng loa rất là nổi tiếng của Anh Quốc, hãng BVK. Trắng như ngọc trinh, cặp này đẹp thì như bóc xốp luôn. Nói chung là các bác không thể tìm được cặp nào là mới hơn. Sử dụng màng Kevlar, một loa chung 14, màng Kevlar gân cao su và một chép đấy, màu xanh, chép đôm màu xanh rất là đẹp. Nó chia ra thành hai cục, một cục ở trên là gồm giải chung và chép, nó ký hiệu là BBK CM1 đây, made in England đấy, CM1. Còn cặp ở dưới, khúc ở dưới nó là CM2, BBK CM2 cũng sở hữu hai bát 14, màng carbon, gân cao su rất là mới luôn các bác nhé. Cặp này phải mới đến 98%. Đấy, ở giữa này nó thiết kế với một cái khối nhựa nối giữa hai cục, rất là hay, rất là độc đáo. Kích thước nó cao khoảng hơn 1 mét một chút, khoảng 1m02, chiều ngang 16, chiều sâu của nó là 22, cả chân nữa thì là 26. Rất là trắng đẹp, không một tí vết nha các bác nhé. Vỏ trắng bóng, vỏ piano trắng bóng rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp, không vỡ, không sức sẹo cả. Cả chân còn đầy đủ, cả chân với cả chân đinh các thứ đủ hết các bác nhé. Nó
trắng quá nên là ánh đèn nó hơi lóa, cặp này đẹp 98%. Từ tuyến loa nghe căng đầy đủ. Nói chung là không còn một điểm gì để chê cả. Tuyến loa nó như là mới tinh luôn. Góc cạnh không sứt sẹo, không bể lở. Cặp này thì dành cho các bác chơi những dòng nhạc trữ tình, kê bày trong những không gian hiện đại. Đấy, màu trắng rất là đẹp, giống những dòng loa hai em. Đấy, rất là đẹp luôn. Ở trên này nó còn cái e căng nữa, đằng sau có hai e căng để chụp con loa bass, còn đằng trước thì nó có một cái e căng căng chụp đằng trước, logo BVK rất là đẹp. Cặp này thì các bác trên thị trường các bác khó có thể tìm cặp nào đẹp hơn cặp này luôn. Cặp loa BVK CM1 CM2 Tuấn giao lưu với các bác anh em với giá là 16.500.000. Cặp loa đẹp đến 98% nữa các bác nhé, zin tuyệt đối đầy đủ, đế chân đinh đầy đủ cho các bác luôn, đẹp không một tì vết nhé các bác nhé. Chơi những dòng nhạc guitar, dòng nhạc trữ tình acoustic là rất là hay. Đấy, mộc mạc chi tiết. Rất là đẹp. Không sẹo hay bể lở thì các bác nhá. Rất là đẹp. Tiếp theo là cặp loa đến từ Anh Quốc, một trong những thương hiệu cũng rất là nổi tiếng anh em audio biết đến, hàng AirPods. Đây, đánh cầu đi qua hàng AirPods. Hãng AirPods các bác tra mạng nhé. Cái hãng AirPods này của Anh Quốc rất là hay. Đấy, con này là series là AirPods Epic 5. Con này ở Việt Nam chắc là có vài đôi thôi các bác ạ. Rất là hiếm. Cái hãng AirPods này thì rất là nhiều dòng loa bookshelf rồi loa cây cột nổi tiếng luôn các bác ạ. Rất là hay. Đấy, trở kháng là 4 ohm. Max là 200W. English Ingrid Bitten. Lục thân là xong. Cặp loa này với chiều cao lên nữa gần 1m. Chiều ngang của nó là 22. Chiều sâu là 32. Cả chân nó khoảng 35. Sở hữu với 2 bát 17. Màng carbon gân cao su, chép đốm nhuộm. Những dòng này trung âm rất là hay, phù hợp cho các bác chơi những dòng nhạc chi tiết, nhạc trữ tình. Rất hay luôn các bác nhé. Cặp loa rất là đáng để chơi, rất là hiếm trên thị trường Việt Nam. Chắc Việt Nam chắc chỉ có khoảng đếm trên đầu ngón tay khoảng vài đôi thôi. Rất là hiếm các bác. Rất là nặng, cặp này rất là nặng luôn. Hình thức còn rất là đẹp. Tuyến loa nó gần như là mới tinh luôn. Thùng vách rất là đẹp. Cặp này thì rất là đáng đồng tiền để các bác chơi và sưu tầm. Rất là hiếm trên thị trường Việt Nam. Cặp loa AirPods Epic 5 này Tuấn giao lưu với các bác anh em giá rất là hợp lý, rất là tốt. Giá cặp này Tuấn giao lưu với các bác với giá là 16.500.000. Dành cho những cặp loa mang dáng vóc những dòng loa đời cao hai em, rất là hay, đầy đủ chân đế các thứ, rất hay nhé. Cặp này trung âm rất là hay, bass rất là sâu. Còn theo đánh giá của em thì tiếng bass rất là mềm, rất là tốt. Cặp này Thụy Sĩ này, bác nào bác chơi dòng loa Thụy Sĩ thì các bác biết dòng series Acoustic Lab này thì rất là hay luôn, rất là hiếm. Cặp này hiếm, nhiều khi có tiền các bác không thể mua được. Sau đây thì Tuấn xin test qua cặp loa BVK Tuấn đang cắm ở dây đây, thì Tuấn xin test bản nhạc hoạt động hoàn hảo. Đầy đủ đế chân đinh. Chơi những dòng nhạc không lời, dòng nhạc trữ tình guitar rất là hay luôn.
tiện đây thì Tuấn ghép luôn. Sau đây Tuấn xin test những bản nhạc có lời. Chọn
Hôm nay Tuấn xin dừng lại bản test tại đây, giới thiệu cho các bác anh em về những cặp loa, những siêu phẩm của dòng loa châu Âu. Những bác nào mà quan tâm với sản phẩm xin các bác liên hệ cho Tuấn số điện thoại 0943 426668, địa chỉ số 10, ngõ 63, phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Kết thúc chương trình thì Tuấn xin lại báo giá lại cho bác, các bác ba cặp loa, giá đều các bác như nhau luôn. Cặp loa đến từ Thụy Sĩ, Acoustic Lab System 2, BV kép CM1, CM2 và cặp AirPods của Anh Quốc, Epic 5. Tuấn giao lưu các bác anh em với giá là 16.500.000. Đồng giá, các bác có thể xem cặp loa nào phù hợp với chất âm. Đấy, cặp này thì đã có bản test rồi. Đấy, cặp này phù hợp những dòng nhạc trữ tình, acoustic. Còn cặp này thì một hai hôm nữa Tuấn sẽ lên sóng cho các bác về chất âm. Rất là hay. Tuấn xin chào. Hẹn tất cả các bác anh em bản test sau. Đấy, những bác nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký để cập nhật những bản test mới nhất về những dòng loa Âu Mỹ. Tuấn xin chào.